Đây là chương trình luật di trú và nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn và Huy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chiều tối ngày hôm nay là ngày 27 tháng 6 của năm 2016 và chương trình luật di trú và nhập tịch được trực tiếp gửi tới quý vị từ 6 giờ chiều cho tới 7 giờ chiều tối ngày hôm nay. Chương trình này sẽ được trở lại vào sáng ngày mai từ 8 giờ sáng cho tới 9 giờ sáng. Nếu quý vị ở Houston thì đó là đài truyền hình Việt TV, Việt Face. Còn nếu quý vị ở Dallas thì đó là 8 giờ sáng qua đài truyền hình Việt TV. Trong chương trình tối nay thì chúng ta sẽ bỏ nhiều thời gian cho phần đầu của chương trình nói về cái quyết định của Tòa tối cao Pháp viện mà xảy ra tuần vừa rồi liên quan tới cái quyết định hành pháp của Tổng thống Barack Obama. Phần 2 của chương trình thì Tuấn sẽ tiếp đón tất cả những câu hỏi và thắc mắc của quý vị. Cho nên nếu mà quý vị muốn chuẩn bị để gọi vào cho chương trình lát nữa, số điện thoại là số toll free 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Trong phần 2 của chương trình, Tuấn cũng có cái visa bulletin của tháng 7 năm 2016 luôn. Thưa quý vị, tuần tới, thứ hai tuần tới là rơi vào ngày lễ July 4th, là ngày lễ độc lập của bên Hoa Kỳ. Cho nên vào ngày thứ hai tuần sau, chương trình luật di trú nhập tịch không có trực tiếp gửi tới quý vị. Cho nên đó là cái chương trình sẽ được chiếu lại cho cái chương trình tuần này. Cho nên tuần tới chúng ta không có cái chương trình trực tiếp. Đó là chương trình chiếu lại. Ngày 11 tháng 7 thì chúng ta trở lại với chương trình trực tiếp trên đài truyền hình với quý vị. Cho nên tuần tới là cái chương trình chiếu lại của tuần này. Và cái đó cũng là rơi vào cái ngày lễ độc lập July 4th vào ngày thứ hai. Khi mình nói tới cái ngày độc lập của nước Hoa Kỳ là tuần tới và không có chương trình thì nó cũng liên quan tới vấn đề đề tài ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong cái biến chuyển hoặc là cái không có cái sự biến chuyển của cái thay đổi của mặt luật di trú vừa qua và có cái quyết định hành pháp, thì khi Tuấn ngó lại thì nó đưa tới một cái kinh nghiệm liên quan về cái hệ thống hoặc là cái hệ thống gọi là check and balance hoặc là cân bằng quyền lực trong cái dưới cái hiến pháp của nước Hoa Kỳ. Nói về vấn đề ngày độc lập thì mình phải nói về cái hiến pháp của nước Hoa Kỳ luôn. Thì cái quyết định của Tòa tối cao Pháp viện vừa qua thì nó đưa ra cái vấn đề mình thấy cái cả ba cái chi nhánh của chính quyền ở đây, mà ba chi nhánh dưới cái hiến pháp luôn, như thế nào là tại sao cái mặt luật di trú, hoặc là như thế nào tại sao chúng ta không có cái sự thay đổi trên mặt luật di trú nhập tịch. Thì bây giờ cho Tuấn trở lại cái vấn đề mà trước đây về cái vấn đề di trú Hoa Kỳ. Hiện tại cái hệ thống di trú Hoa Kỳ cần cái sự thay đổi, tại vì cái hệ thống hiện tại bây giờ thì có thể mình nói là áp dụng cho cái thời điểm năm 80 hoặc là đầu năm 90. Nhưng mà trong cái thời điểm này cái sự nhu cầu nó hoàn toàn nó khác đi. Những cái nước khác, giả sử giống như bên Âu Châu, Anh Lê, bên Úc hoặc là bên Canada, thì người ta đã chuyển cái hệ thống qua cái vấn đề phương cách là tính điểm. Hiện tại chính quyền Hoa Kỳ cũng muốn thay đổi cái hệ thống di trú Hoa Kỳ hoặc là đề nghị cái sự hoàn toàn cải chính lại cái mặt luật di trú Hoa Kỳ. Nhưng mà cái khó khăn là cái vấn đề con số người đang ở đây bất hợp pháp là gần tới 11 triệu người ở đây bất hợp pháp, và giải quyết cho người ta như thế nào. Cho nên kể từ năm 2005, khi thời điểm Tổng thống George W. Bush, cho tới thời điểm này nó có rất là cái sự đề nghị để cải chính, để thay đổi cái hệ thống di trú Hoa Kỳ. Thì bây giờ mình sẽ trở lại cái thời điểm mà cách đây khoảng 3 năm thôi, khoảng mùa hè năm 2013, khi chúng ta bắt đầu có cái sự nhúc nhích để xin thay đổi cái luật di trú Hoa Kỳ. Rồi khi không có thì nó phát sinh ra cái vấn đề quyết định hành pháp. Mà cái quyết định hành pháp đã cái sự kiện tụng lên tới Tòa tối cao Pháp viện tuần vừa rồi. Thì trở lại cái vấn đề di trú là chúng ta bắt đầu cái hệ thống Hoa Kỳ, chúng ta có ba cái chi nhánh. Chi nhánh đầu tiên là chúng ta có
bên lập pháp, rồi sau đó bên hành pháp, rồi bên tư pháp. Thì ba cái chi nhánh này dưới chính phủ Hoa Kỳ thì nó trở thành một cái hệ thống gọi là check and balance, hoặc là cân bằng cái quyền lực của ba cái cơ quan. Đó, thì trong cái vấn đề thay đổi mặt luật di trú đó, thì chúng ta biết là sẽ có những cái bên Hạ viện hoặc là bên Thượng viện đề nghị cái vấn đề một cái dự luật đưa ra. Mà cái dự luật đó đưa ra là nó bắt đầu từ những cái ban trong cái vấn đề của bên Hạ viện hoặc là bên Nghị viện. Thì cái đó là cái Working Committee của bắt đầu đưa ra. Rồi sau đó giữa những cái bên đó người ta bắt đầu người ta thương lượng thay đổi như thế nào. Đó, thì cái vấn đề mà xin thay đổi cái mặt luật di trú đó, thì bắt đầu của năm 2013 bên Thượng Nghị viện đã đưa ra một cái hoàn toàn thay đổi cái mặt luật di trú. Thì cái đó là SB 744. SB 744, nếu mà quý vị trả lại cái thời gian cách đây khoảng 3 năm thôi, exactly 3 năm, là ngày 27 tháng 6 của năm 2013, là bên Thượng Nghị viện đã thông qua cái dự luật để hoàn toàn cải chính cái mặt luật di trú. Thì cái đó là SB 744 với con số là 68 chấp nhận và 32 chống lại, không có chấp nhận cái sự thay đổi đó. Nhưng mà cái đó là bên Thượng Nghị viện thôi. Sau đó bên Hạ viện hoàn toàn không có đưa ra bên Hạ viện bất cứ cái gì để liên quan về cái vấn đề giống như là cái SB 744 để thay đổi cái mặt luật di trú. Cho nên khi mà chỉ có một bên của một cái quốc hội thôi đưa ra cái dự luật mà bên khác, nghĩa là bên Hạ viện hoặc là Thượng nghị viện, không có đưa ra để thay đổi, để bắt đầu đưa vào cái Conference Committee, thì sau một thời gian thì cái dự luật đó nó không còn cái đời sống trên cái vấn đề mà gọi là cái của quốc hội nữa. Thì chúng ta thấy là tới năm 2014, khi mà Tổng thống Barack Obama thấy không có cái gì thông qua bên quốc hội được, thì bắt đầu ông ta mới đưa ra cái quyết định hành pháp. Quyết định hành pháp này nó chỉ có là liên quan tới cái vấn đề là sở di trú sẽ cho một số người ở đây bất hợp pháp tạm thời ở đây có giấy phép lao động đó, và không có tiến hành thủ tục trục xuất thôi. Thì cái đó là Tuấn sử dụng, cái đó là cái chương trình dưới bên của sở di trú. Thì cái đó là cái chương trình đào tạo với phương cách là cái quyết định hành pháp, executive order. Thì cái quyết định hành pháp đó đưa ra cái sự bảo vệ cho bất cứ người nào vào đây và hiện tại còn ở đây bất hợp pháp và phải vào đây trước ngày 1 tháng 1 của năm 2010. Có con sanh đẻ ở đây hoặc là con có thẻ sanh hoặc là quốc tịch đây tạm thời được quyền ở đây và có quyền xin giấy phép lao động. Thì cái đó là chương trình DAPA. Đồng thời ông ta mở rộng ra cái chương trình DACA. DACA là một cái chương trình ông ta đã có thông báo trước đây vào năm 2012 rồi. Nhưng mà năm 2014 ông ta mở rộng ra cho những em vào đây trước ngày 1 tháng 1 năm 2010, chứ không phải là trước năm 2007. Cho nên khi mà ông ta tuyên bố cái quyết định pháp này vào năm 2014, thì có một số tiểu bang, đa số đây là những cái tiểu bang mà chống lại cái vấn đề thay đổi cái mặt luật di trú, hoặc là nếu mà muốn thay đổi cái mặt luật di trú thì những tiểu bang này muốn phải đưa ra từ quốc hội chứ không phải là qua một cái quyết định hành pháp. Thì cái kiện tụng này là tiểu bang Texas, rồi sau đó 25 tiểu bang khác nó bắt đầu nó join vào, thì người ta đưa cái kiện tụng và người ta kiện lại cái chương trình quyết định hành pháp, nói đây nó không có đúng theo cái hiến pháp của nước Hoa Kỳ. Tại sao? Tại vì cái chương trình này là nó không phải là là một cái hình thức là và một cái hình thức kiểu giống như thành cái lập lên một cái mặt luật là nó đi vào cái khu vực của bên lập pháp rồi. Chứ cái này đáng lẽ là cái vai trò đó là bên lập pháp. Đây thì những cái kiện đó thì đang xử ở dưới tòa liên bang ở dưới Brownsville, Texas. Nhưng mà khi mà xử cái kiện này liên quan về cái quyết định pháp có giá trị dưới hiến pháp hay không,
thì bên chính phủ của tiểu bang Texas và 25 tiểu bang Texas yêu cầu ông chánh án đưa ra cái preliminary injunction là cái hình thức ngưng lại cái chương trình này, không cho chương trình này tiến hành, để trong cái thời gian là tòa xử về cái vấn đề cái quyết định pháp này có giá trị dưới hiến pháp hay không. Cho nên ông chánh án bằng lòng với tiểu bang là trong cái thời gian mà chưa có xử xong cái kiện này thì cái chương trình quyết định hành pháp không có thể bắt đầu được. Nghĩa là ông ta đưa ra cái injunction. Và cái injunction này ông ta nói áp dụng cả quốc gia Hoa Kỳ, chứ không phải là khu vực của Texas hoặc là khu vực số 5. Cả quốc gia Hoa Kỳ không được tiến hành cái quyết định hành pháp này để trong cái thời gian tòa xử về cái quyết định pháp này có giá trị dưới hiến pháp hay không. Thì sau khi ông chánh án đưa ra cái quyết định đó, thì chính phủ liên bang đại diện cho bên hành pháp với kiện lại hoặc là với kháng cáo lại cái quyết định đó với tòa khu vực số 5. Rồi sau đã bị thua, rồi kháng cáo lên cái tòa tối cao pháp viện, là tòa tối cao pháp viện vừa qua đưa ra cái quyết định là với con số là 4 chấp nhận, 4 không chấp nhận, nghĩa là nó khỏe. Là cái quyết định của ông chánh án ở dưới Brownsville vẫn còn giá trị. Rồi cái quyết định của tòa tối cao pháp viện khi mà không có cái tie là cái 4 đều như vậy thì nó không có trở thành cái quyết định gọi là quyết định có cái giá trị precedent, nghĩa là những cái tòa khác không phải tuân theo. Cái đó chỉ nói là ok, bây giờ cái quyết định của tòa liên bang vẫn còn giá trị. Đó, chứ không có giá trị gọi là giá trị mà những cái tòa khác phải bắt buộc tuân theo. Cho nên chúng ta thấy là bây giờ đầu tiên quốc hội không có thông ra cái mặt luật để thay đổi hoàn toàn cái mặt luật di trú. Bên hành pháp cố gắng đưa ra một cái chương trình để có thể tạm thời giải quyết cho một số người ở đây. Nhưng mà bên tư pháp tòa tối cao pháp viện bằng lòng không cho tiến hành trong cái thời gian đợi chờ của tòa xử. Cho nên nói tóm lại thì chúng ta thấy là cái vấn đề chính trị và cái vấn đề hệ thống gọi là cân bằng quyền lực trong cái vấn đề của cái hiến pháp, là chúng ta thấy là trong cái vấn đề này là cái vấn đề chính trị nó rất là khó khăn để cho thấy bất cứ cái sự thay đổi gì trên cái mặt luật di trú và nhập tịch được hết. Nói tóm lại thì bây giờ chúng ta có cái quyết định hành pháp. Quyết định hành pháp này Tổng thống Barack Obama chưa có lấy lại. Đó. Và có thể Tổng thống khác cũng chưa chắc lấy lại. Nhưng mà không được tiến hành. Tại sao? Tại vì phải xử trong cái thời gian đợi chờ tòa quyết định nó có giá trị hay không. Nhưng mà còn con số người lại còn bị kẹt lại gần tới 5 triệu người đang chờ cái quyết định này lại. Cho nên cuối cùng chúng ta thấy là cả ba cái chi nhánh, cái nào nó cũng có cái dính vào cái chính trị hết. Mà rất tiếc là khi mà cái tòa tối cao pháp viện trước đây là chính chánh án. Nhưng mà tháng 2 vừa qua ông Scalia bị đột ngột qua đời thì chúng ta chỉ còn lại 8 chánh án thôi. Nhưng mà khi 8 chánh án đưa ra cái quyết định với con số là 4 đều đó, thì bây giờ chúng ta có cái quyết định của cái tòa liên bang vẫn là như vậy, không cho cái tiến hành. Nó lại đưa tới một cái câu hỏi rất là quan trọng là như thế này. Tương lai cái người chánh án số 9 đó, cho dù bên đảng Cộng Hòa hoặc là Dân Chủ đề nghị, nó rất là quan trọng để tránh cái vấn đề gọi là cái vấn đề gridlock về cái vấn đề di trú mà mình đã thấy bên quốc hội và bây giờ nó lại đưa tới bên tư pháp nữa. Thưa quý vị, bây giờ cho Tuấn xin mời quý vị gọi vào cho chương trình chiều tối nay. Số điện thoại là số toll free 844-858-7000. Đó là số miễn phí 844-858-7000. Và khi quý vị gọi vào rồi, làm ơn cho Tuấn biết tên quý vị gọi từ thành phố nào. Và nhớ rằng là vặn nhỏ cái TV xuống và nói chuyện trực tiếp qua điện thoại. Và bây giờ cho Tuấn xin mời chú Tư ở Richmond, California. Xin mời chú Tư lên tiếng đi ạ.
Dạ, chào luật sư. Dạ, vâng, chào chú ạ. Dạ, trước tôi có nhờ luật sư trả lời vài câu hỏi, nhưng mà chú luật sư cho tôi biết là tôi có đứa con nó sinh ngày trên 992 đó, ông đứa cháu đó, 992, nó sẽ được không vấn. Như vậy bây giờ thì tôi mình phải làm gì thêm chú? Dạ, vâng. Thưa chú Tư, tôi trả lời cho rất là nhiều người trong cái chương trình. Cho nên bây giờ để tôi hỏi lại cái câu hỏi của chú đi ha. Thưa chú, cái này là ai đang bảo lãnh cho ai vậy chú? Là anh bảo lãnh em. Dạ vâng, anh bảo lãnh em từ thời điểm nào vậy chú? Nạp đơn thì 27 tháng 2, 2024. Dạ vâng. Áp rù 6 tháng 10, 2009. Dạ vâng. Cháu đã sinh, thằng đã sinh là 22 tháng 10, 92. Dạ vâng. Như vậy giờ tức là xin nói ý tôi là xin hỏi luật sư là mình phải làm gì để cháu được đi luật sư. Dạ vâng. Thưa chú Tư, cái người bảo lãnh là con trai của chú phải không ạ? Dạ không. Tôi là bảo lãnh cho em. Dạ vâng. Ok. Thằng con đó là con thằng em tôi đó. Dạ vâng. Thưa chú, cảm ơn chú. Và bây giờ tôi nhớ lại cái câu hỏi của chú rồi. Có một lần mình đã đề cập cái vấn đề này rồi chú. Cho tôi nói lại cái vấn đề gì mà tôi nói cái chương trình trước đây cho chú. Phần trăm rất là cao là em đã được ăn theo. Căn cứ vào cái đạo luật bảo vệ trẻ em là CISPA, Child Status Protection Act. Đầu tiên, hồ sơ này chưa có quyền phỏng vấn nha chú. Hiện tại bây giờ lãnh sự quán chỉ có quyền phỏng vấn những cái hồ sơ nào với cái ngày thứ tự là trước tháng 9 của năm 2003 thôi. Hồ sơ của chú là tháng 2 của năm 2004, chưa có quyền phỏng vấn nha. Nhưng mà căn cứ vào cái luật bảo vệ trẻ em, đó, thì mình có thể mình đoán phần trăm rất là cao là em đã được ăn theo. Đợt trước tôi đã đưa ra cái calculation là cái sự tính toán cho chú rồi. Nghĩa là như thế này, em nó có quyền được đi ăn theo cho tới khoảng tháng 5 của năm 2019. Đó. Nhưng mà hồ sơ này nếu mình phải đoán thì cao nhất là cuối năm tới được phỏng vấn thôi, là mới có năm 2017 thôi. Thưa chú, bây giờ chú đặt cái câu hỏi cần làm gì để cho cháu nó được ăn theo, thì bây giờ tôi nói sơ qua thôi. Nhiều khi, Tuấn cố ý, Tuấn không có hướng dẫn cái thủ tục đó. Tại sao? Tại vì nhiều khi cái tình trạng của quý vị nó không có tương đương giống như vậy. Mà nếu mà quý vị chỉ có đi theo như vậy thôi thì nó lại khó khăn cho quý vị. Cho nên nhiều khi Tuấn nói đầu chương trình là nhớ rằng cái chương trình này để cung cấp cái chi tiết cho quý vị thôi. Nó không có thể thay thế được cái sự cố vấn của quý vị với trực tiếp của luật sư quý vị. Cho nên lúc nào Tuấn cũng khuyến khích quý vị nên có một văn phòng đó, cho dù là luật sư hoặc là một văn phòng cơ quan nào Việt thiện nguyện có thể đại diện cho. Nhưng mà trở lại cái câu hỏi của chú Tư là những cái vấn đề mà đạo luật CISPA nó rất là phức tạp. Mà nhớ rằng cái sự đó là cái cộng trừ, mà cái cộng trừ đó nó đi tới cái thời điểm hồ sơ tới cái lãnh sự quán Hoa Kỳ luôn. Cho nên nhiều khi trong cái thủ tục làm với cái trung tâm visa thì không có tên cháu, không có tên cháu đóng tiền, không có tên cháu lên danh sách phỏng vấn. Cho nên chú hoặc là người luật sư của chú phải làm việc trực tiếp với cái lãnh sự quán để can thiệp, để thiếu nại cho cháu. Đồng thời phải nhớ rằng là cái mặt luật khi được sự bảo vệ và cháu của chú có cơ hội rất là cao được sự bảo vệ thì mình phải khóa tuổi lại trong vòng một năm nữa. Cho nên tất cả cái chi tiết này tôi hy vọng chú không có tự làm mà có một người luật sư nào đó, cho dù bên Cali, giúp cho chú. Cảm ơn chú rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn xin mời cô Mai ở Houston, xin mời cô Mai lên tiếng đi ạ. Tôi muốn hỏi thăm luật sư là con tôi bảo lãnh cúng hồi ngày là 8 mà đầu hồi ngày là 9 mà tháng 1 đó, cúng tháng 1 mà sau cái mai sau
làm visa rồi rồi mà visa rồi có rồi bắn rồi mà sao đau dữ không tới vậy? Dạ vâng, thưa cô, mai con của cô lập gia đình phải không ạ? Không, không, vậy con nói em tôi làm dạ vâng. Dạ vâng. Ở luật sư á. Dạ vâng, cảm ơn cô Mai rất là nhiều. À, thưa cô Mai, cô còn câu hỏi gì cho tôi không? Ok. À, cho Tuấn nhắc nhở quý vị rằng nếu mà quý vị là thân chủ của Tuấn, lúc nào văn phòng rất là nhiều nhân viên có thể tiếp đón tất cả những cái câu hỏi. Nhiều khi mà quý vị gọi như vậy trực tiếp cho tôi thì nó khó để cho tôi trả lời, tại vì tôi cũng có cái trách nhiệm liên quan về cái sự kín đáo của quý vị nữa. Nhất là nếu mà quý vị là thân chủ của tôi. Nhớ rằng hồ sơ nếu mà được phỏng vấn, mình phải hoàn tất với thủ tục trung tâm visa. Thứ tự nó phải tới, rồi sau đó mới lên danh sách phỏng vấn. Đó. Cho nên ba điều kiện đó nó phải xảy ra với được phỏng vấn ở bên Việt Nam. Thưa cô Mai, văn phòng có mười mấy nhân viên sẵn sàng giúp cho cô, gọi trực tiếp cho văn phòng. Cảm ơn cô rất là nhiều. Quý vị đang theo dõi chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn. Và ngày hôm nay là ngày 27 tây tháng 6 của năm 2016. Tuần tới là ngày lễ và rơi vào ngày lễ độc lập. Cho nên chương trình đó là chương trình chiếu lại của chương trình tuần này. Và chúng ta sẽ trở lại cái chương trình trực tiếp rơi vào ngày 11 tây tháng 7 của năm 2016. Và tới đây kết thúc phần đầu của chương trình và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong vòng giây lát.